bài chữa vẹo cuộc sống. Thì chúng ta cho dầu trơn bôi vào cái cuộc sống này rồi để hai tay vào này, chạy theo cái đường cuộc sống này xem nó vẹo hay không vẹo này. Đã đi đường thẳng này. Đó, ông này cũng bị vẹo mà ra ngoài một chút này. Rồi, đó là đi vào này. Rồi, ông này đi ra này. Đó, đi ra này. Này, ông này cũng là người vẹo rồi này. Rồi. Này, đấy. Đó là ông vẹo hai chỗ này nhá. Đó, thì mình vuốt thế này này. Vuốt cuộc sống. Để biết là nó vẹo chỗ nào. Còn nếu đúng ra đó thì mình lấy cái bút marking pen là mình biết này. Có bị đau lưng không? Đây nhé, bây giờ mình mới tìm cái đỉnh của cái xương sống á. Đã, anh em đi sát vô đây này. Đã, sát vô đây này. Đánh dấu mấy cái chỗ. Đánh dấu cái chỗ mà cái cục xương á. Cái cục xương này lắm, mình thấy nó vẹo. Mình mới căn cứ chỗ nào nó vẹo. Đây này, ra đây này. Ra đây này. Đây này. Đấy, cái đầu xương này. Thế thì như vậy thì mình thấy là bây giờ mình biết nó kẹo rồi gì? Nó kẹo khúc này nè. Thấy không? Nó kẹo lạ không? Đấy, khúc này nè. Đấy, khúc này nè. Thế bây giờ thì mình đứng phía trước, bây giờ thành ra vì thế mà cái bệnh của mình cần phải đo áp huyết hay không? Mình đứng xa xa một chút. Nếu mà áp huyết thấp á, thì mình vuốt từ dưới lên trên. Áp huyết cao mình vuốt từ trên xuống dưới, chứ nếu không á, mình không biết đo áp huyết, mình vuốt lên trên bắt đầu nó kêu nó nhức đầu rồi. Hồi nãy em đo là 130 thôi. Thế bây giờ 130. Bây giờ cho xuống này, bởi vì ăn 130 mà sau khi ăn cơm thành 140, phải không? Này, này này, nó vẹo này, nó cong này, nó cong chỗ này này, thấy không? Nó cong chỗ này này, hai chỗ này. Mình cấm này này, này, đó, thở ra, thở. Bây giờ ngược lại mình coi là tại cái đĩa đệm nào, thì cái đĩa đệm bên đó nó lòi ra. Đấy, nếu mà để lâu á, thì đĩa đệm nó khô á, thế nó gọi là gác cột sống. Thì mình bóp qua bên vào, thì đây này, đấy, cái cục này là một, đây cục này là hai. Cái chỗ nào mà nó cong á? Tự nhiên nó cong, nó cứ đè vào tay mình á, đấy, đây là cục này là ba. Tại vì nó lòi qua đây này, ba này. Đó. Thế bây giờ làm lại nè, thổi ra nè, 1, 2, 3. Đây đã là mình nắn cho cục nó vào. Bây giờ ngược lại nè. Không, vuốt để tìm thôi. Bây giờ cái này mới là sửa nè. Cầm cái chân hình con ếch nè. Mình mới dây để cuộc sống mình á. Nó dẻo nè, này, coi nè, nhá, này. Đó. Đó, để cho nó lắc qua lắc lại nè. Rồi, cái này lắc qua lắc lại nè. Nhưng mà trong khi mình làm này có thể phát hiện là khi mình đè chân nó tự nhiên cái chỗ này nó to, nó cứng ra. Hoặc là bên này nó cứng ra. Hai bên này là hai quả thận này, đây hai quả thận này, nó to nó nằm ra này, đây này, hai quả thận này. Thì cái anh bị sạn thận nó rờ cho nó cứng ngắc à. Mà nó một cục thì sạn thận. Thế vừa đến mà cái đau quá, tức là anh biết ta bị sạn thận rồi đó. Mà tại vì cục sạn nó chưa làm cho anh ta đau thôi, nhiều khi đau cái bệnh té cái bệnh. Thế nên cái đây là cái thận này, nhưng mà chưa có vấn đề. Đây là cái hình thận này. To nè. Thận này. Thế bây giờ mình bị đè, bây giờ cái mình dây rồi, dây thế này rồi. Bây giờ mình đè cho lõm xuống từng phần một, thì mình đo đè áp huyết thấp thì đè từ dưới lên, áp huyết cao trên đè từ xuống này. Thở ra. Đó, bây giờ bắt đầu nó xuống này. Thở ra. Trong khi thở là mình dây này, 2, thở ra. Cho cái cột sống nó lõm xuống. Thở ra. Ba. Thường ở đây có 6 cái bàn tay, phải làm 6 bàn tay, ví dụ như là 1 này, 1. Một bàn tay thứ 2 này, 2. Một bàn tay thứ 3 này, 3. Này 4 này. Này 5 này. Tốt bàn tay là bàn tay thuộc phổi này. Cái phổi là đè cái cột sống cổ xuống. Rồi tới chân này cũng 6 lần. Nếu mà áp huyết á nó bình thường thì cho nó lên, thì cái tay này phải cho nó xuống. Và nếu mà áp huyết phải đi lên hết, áp huyết cao đi xuống hết. Thành vì thế lúc nào phải biết áp huyết. Thành con mình không biết mà nó bình thường thì nó lên rồi xuống này, xuống này. Thôi. 1 2 3 4
5 6 Ngoài cái bài mà đã ấn này ra đó, thế người ta gọi là thở mệnh môn đó, là cái là nếu mà ai mà bị lọc thận thì chỉ có một việc này thôi, và thở mệnh môn. Thì cái chân này thì làm 50 lần, chân kia làm 50 lần, làm hết thảy 3000 lần thì thận khỏi phải lọc. Này thưa quý vị, lọc thận này. Đó, ép cái thận xuống này. Đó, thì nó xẹp xuống này. 2. Đó, tức là ép thận xuống này. Đấy, hồi nãy nó to gì đó, từ nó nhỏ lại gì. Thế cái này gọi là lọc thận. Tức là chỉ lọc thận thì gọi là thở mệnh môn. Cái này là mệnh môn này, tức là mệnh môn nó nằm đây này. Nhưng mà cũng cái công việc ép thận này này, à cái ép cái lưng này này, nó còn có một cái giá trị nữa. Nếu mà cơ thể có đàm, thì đàm chỉ khác từ cổ họng thôi. Thì ngược lại đó, mình bắn đàm từ ở thận ra, bởi vì trong thận nó có mỡ cũng thành đàm. Rồi ở đây cái này là thận này, đấy, cái này là bao tử này, cái này là lắm, cái này là tỳ này, cái này tỳ này, cái này vị này, cái này tỳ này, cái này là đờm này, cái này là gan này, cái này tim này, cái này phổi đó. Thì mình bắn từ ở dưới ra thì cái thận khí nó mạnh lắm. Thì sau khi mình bắn ra, khi mình bắn ra thì cái đầu ông này phải lòi ra ngoài cho ông tay cầm tờ giấy, hoặc là ông bị sổ mũi, ông bị nghẹt mũi nhá, nghẹt mũi. Thì giả sử bây giờ nằm sức lên nhân tiện chữa luôn cái này, nằm ở ngoài đó. Bây giờ ha, đây là thí dụ này, giả sử là nghẹt mũi này, thì lấy tay bịt một bên mũi, để một bên mũi, xong tôi kêu xịt mũi ra, xịt. Đó, thế vậy. Đấy, thì mình nghe thấy là hơi ra rất ngắn, như vậy là hơi thở này đó là cái phổi nó yếu quá. Tới khi mình xịt ra hơi thở dài, đó thì mới đúng nè. Mà nghe mũi nào, thí dụ bây giờ một bên mũi nhá, này, xịt. À, mình nghe, mình đứng nghe này nghe. Đó, vẫn còn nhỏ gì. Đó, vẫn còn nhỏ gì. Mà mình có 6 bàn tay đã bắt đầu nó thông rồi đó. Đó là một mũi, rồi đổi mũi khác. Cái này thông mũi, một. Đó, cái mũi này mạnh hơn này, đó. Tức là phổi bên này yếu, phổi bên này mạnh này. 2. Đó, mạnh này. 3. Đó, chỗ này tắc này. Như vậy là chỗ này tắc là mũi này tắc là 4. Đó, nó phải thông. 5. Đó, 5. Rồi. Thế thì trong khi thông như vậy là mình thông được hết mũi, nhưng mà mình phải đi làm nhiều lần. Nếu mà phải có đàm á, thì bắt đầu cho ông cầm tờ giấy thạc đàm thì mới đầu không có. Nhưng mà nhờ mình bắn giống như là mình để cái đàm vào trong cái họng súng cà nông nữa. Mình chờ 1-2-3 mình bắn nó ra, mà cái đàm nó ra. Thay vì nó ra một cục gì, nó đi theo ra một tràng. Thế nên những người ung thư phổi đó, nhá, ung thư phổi nha, vừa biết khạp một cái ra hả, ra một đống đàm luôn. Tại vì nhân tiện nó ra có chút xíu à, nó ra chút xíu à, vừa mới khạc một cái đó, là cái này là cà nông bắn này. Nên bây giờ thì giả bộ khạc đàm là khạc. Đó, thì đó, nó khạc. Đó, thì thay vì cái hơi gọi, thế là vừa hết thì nó tống đó. Thành ra có những người mà ung thư phổi á, nó có đàm trong đó. Thì người ta chết về đàm, nhưng mà chết về ung thư. Vừa làm một cái, hỏng một đống đàm. Cuối cùng ngày hôm sau nó đi khám bác sĩ nói to hết đàm rồi, phổi to, hết biếu. Đây biếu là những cục đàm nóng đặc cái này. Mà cái ông đó là ông tránh án người Tây chứ không phải đâu. Nó đâu có tin đâu, mà cuối cùng bác sĩ bảo nó chết thì nó phải đàm lúc đọc. Mà nó không có ra được đàm. Thì cái chiêu này này, kêu nó khạc, bắn ra. Và mũi mày bắn ra. Thì cái này vừa chữa được cảm cúm, vừa chữa được đàm, vừa chữa được tất cả các bệnh ung thư. Tại vì thận là đang lọc thận này. Thật nó đang hồi nó cứng gì, nó mềm gì. Rồi đến nó phổi này, đến gan này, ép gan này. Cái này chỗ này là bao tử nhá. Cái này là lá mía nhá. Này, cái này này, là mạch môn này, là thận này, bao tử này, lá mía này, rồi mật này, gan này, tim này, phổi. Đã thành 6 cái bàn tay. Thấy không? Mình chữa là mình thông khí toàn thân. Nhưng mà thông trên mình mạch môn là mạch môn này. Quá, thế là mạch môn này. Thì nếu mà mạch môn á là mình chữa thận á, có những người mà ngồi lên bị chóng mặt thì cũng làm bài này. Cái người mà creatinine ở trong thận nó cao quá là không có thai được là một, mục xương là 2, ung thư tủy là 3, là cũng là bài thận này.
thấy oxy nó phải vào tới trong này nè. Thấy cái này làm 50 lần, xong rồi cái này làm 50 lần. Ấn là đè nè, bắt đầu như phải nói bệnh nhân là mình cũng thở than nè, thổi nè. Đó, nó phải theo nhịp giống như chào đò vậy đó, thổi nè. Trước người ta chưa thổi mình đè xuống, người ta đã gồng lại rồi. Thấy giống như chào đò vậy đó, nè. Treo nè, thổi nè. Đó, đợi người ta thổi rồi mình mới ấn rồi, thì cái hơi nó dài ra nè, thổi nè. À, bây giờ nghe nè, thổi nè. Thấy không? Nếu không đà đâu có hơi, đâu có nhiều. Đó, thấy chưa? Nè, thổi nè. Đâu có nhiều. Đó là lý do tại sao mình phải thông khí là vậy nè. Thổi nè, nghe khác nè. Đó, nó ra thêm nè, thổi nè. Nó ra thêm, thấy như vậy là thận khí ra, vị khí ra, tỳ khí ra, can khí ra, tâm khí ra và phế khí ra. Cái bài này rất là hay. Như vậy á, đây là mình nói luôn mượn cái lưng để chữa những cái bệnh như vậy. Bệnh ho, bệnh phiến, bệnh đàm, phổi, bệnh thận có nước là đều chữa cái này hết. Còn bây giờ đặc biệt trong này á, là vì cái xương sống á, muốn làm cho ngay á, thì hai cái này là cái cột xương sống. Hai cái này để chỉnh cột xương sống. Quý vị thấy nhá. Sau khi mình vuốt cái này cho nó mềm rồi đó, thì bây giờ mới chỉnh xương sống nè. Thì bây giờ chúng ta, đây là cột sống nè. Chúng ta vuốt từ đây nhá. Ta vuốt thẳng một đường đến giữa thì tự nhiên cái xương sống nó vẹo, tớ đâu biết đấy nhá. Nè, coi nó có vẹo đâu nhá. Đó, nó vẹo qua đây. Nè. Bây giờ nó sẽ vẹo qua đâu nhá. Đó, thấy không? Tự nó gồng lên, tự nó nở ra, tự nó vẹo tới vẹo lui. Như vậy có nghĩa là mình phải vuốt hai bên hết không? Không, vuốt một bên cho nó vẹo qua, vuốt vẹo lại tới nó chỉnh lại này. Đó. Thì nếu mà nó vẹo thế này, thì mình bấm cái này thì nó vẹo lại này. Rồi cái này vẹo lại này thì bấm thì nó vẹo lại thế này. Thế nhưng mà vuốt 6 cái này, vuốt 6 lần là 1. Đó, tự nó chỉnh. 2. Đó. 3. Nằm xích xuống chỗ. Thầy cho người ta ra xích cả nhé. 4. 5. 6. Hãy tự nó chỉnh lấy à. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vuốt chân nhiều á thì cái chân này máu nó tới thì nó nở chân ra cho những người mà teo chân. Thế cái chân mình lành không được vuốt. Vuốt chân bên này thì tự nhiên ngày nào khí cũng kích thích đây nó nở chân ra. Thầy muốn nở chân là như vậy. Còn ngược lại nè, cũng là cái bài này nè. Mà chữa chân ngắn chân dài này thì mình giữ cái chân này, thí dụ chân này đấy, mình mới kéo chân này dài ra, hoặc là nắn cái cột sống, tại vì cột sống nó vẹo thì mới chân ngắn chân dài. Vì mình nắm cái này, mình kéo cái này, mình đánh nó này. Đó. Thì cái chân này nó ngắn đi nhưng mà kéo cuộc sống lại thế vậy thế này. Thì lát anh nhìn vào chết rồi, chân nó méo rồi. Chết rồi, chân ngắn rồi. Nhưng ngược lại phải làm này. Kéo lại đó, hay kéo lại này. Kéo lại. Đấy, cái thân nó ngay thế này này. Kéo lại đấy, thành nắn cuộc sống là nắn cái này này. Nhưng mà cho con hỏi là khi mà mình kéo cái một tay mình kéo ra thì một cái tay kia mình ấn lại. Cái đó này, cái này là kéo ra cái này. Đấy, cái đẩy vô đây ra. Cái này lái xe hơi mà ông này là cái tài lái của tôi là lái qua lái lại. Bây giờ cái chữa bệnh háng luôn nè, thì ngược lại bệnh háng á, mình để thế này nè, thấy không? Mình lấy đây này, để thế này, chân để này này. Đó. Không phải. Thì tay chân tôi để thế này này, tôi đẩy cái háng vô, tôi kéo này ra, cũng là nắn xương luôn, này nhìn cái xương này, nắn xương luôn. Nhưng mà đẩy cái háng vô thì nếu đẩy háng vô thì chân này ngắn rồi nè. Thành ra khi nào người ta mổ chân hay mổ háng thì mình không kéo được, phải đứt. Còn tự nhiên chân dài chân ngắn á, có người ngắn đến 5 phân nhưng mà không phải là do mổ, thì mình kéo gân ở trong cái háng dài ra. Tại vì khi mà cái chân này ngắn á thì cái háng như thế này, tự nhiên ông đi kiểu này này thì mình kéo nó dài ra hết đi, thì nó là cơ học chứ không phải là y học. Thế bây giờ phải sửa lại cái này, thấy không? Thấy cái cấm này, để đây bên này, này, cấm này, này đó, nắn lại cái lưng này, đó, nắn tới đó thôi chứ không có vẹo quá, thì nó nằm đây này. Thế vấn đề về chân dài chân ngắn rất dễ nhưng mà không mổ thì không làm được.
Còn tự nhiên nó ngắn đó thì làm được. Thì nó thẳng đó. Nó thẳng đó. Rồi bây giờ xem nó ngay hay không á. Thì mình cầm hai cái này này. Mình giang chân lên nó khỏi đau đầu gối này. Mình để vào đây này. Để vào đây này. Để mình chỉnh thẳng cái xương sống luôn. Thì mình để tay vào đây. Để cái chập vào đây này. Thở ra. Thì hai cái này nó phải nằm đúng ở đây. Nếu mà nằm vẹo bên đó là nó có vấn đề. Đó, hơi nó rất già già. Thì bây giờ cái này trũng xuống là đều rồi này. Đúng vậy. Đó. Nó thẳng ra này. Thế cái này là vừa nắn xương, vừa chữa được tất cả các ung thư nội tạng, vừa chữa được thận nhiễm mỡ, vừa chữa được gan, vừa chữa được phổi, vừa chữa được tỳ vị, vừa chữa được đàm, và vừa chữa được cái lưng, và vừa khám phá được thận có sạn hay không có sạn. Vì nhiều khi mình mới làm này, bệnh nhân không khai chỉ nói là vẹo cuộc sống thôi, nhưng mà có thể trong đó nó đang bị sạn thận, nó mới sưng cái này lên, nó mới đẩy cuộc sống ra. Một bệnh nhân chưa phát hiện ra sạn thận, vừa để vô bắt đầu nhấn ấy đau quá, tức là có sạn rồi. Thì cái đó phải cho uống thuốc trị sạn thận. Thầy cho con ôn lại nhé. Thầy chữa cuộc sống là bắt đầu hút. Bắt đầu ấy, là đi tìm, là đi tìm cuộc sống nó vẹo như thế này, thì vớt dầu nè, vớt dầu nè, vớt dầu trơn nè. Cầm này để mà rạch cái đường cuộc sống nè. Đó, thì nó đi thẳng luôn này. Đó, đi theo giữa, nghĩa là cái đỉnh cuộc sống đó. Đó, cái đỉnh xương nó nằm đây này, đó, nằm đây này. Đó. Thế thì khi mình đi tự nhiên nó vẹo qua đây, tự nhiên vẹo qua đây, tự nhiên vẹo qua đây, vẹo qua đây thì sẽ bệnh. Thế xong rồi bây giờ mình mới cho cuộc sống đó, cái đớp nó lõm xuống. Lúc nãy thầy vuốt, đứng thầy vuốt xuống là... Vuốt là để tìm. Tìm cái ấy xong. Rồi bây giờ vuốt để xem là nó cục nào bị... Thế bây giờ mình biết nó cong nhưng mà chưa biết là cục nào. Bây giờ mới vuốt rõ ràng, thế bây giờ mình phải đo hết. Phải đo hết. Thành ra khi mà off hết thấp cao á thì mình nói cho thấp thì mình bắt đầu để vào đây này. Đi sát vào cái xương này này. Tự nhiên có cục lồi ra. Đấy, hiệu nhiên mà không có nữa. Đó, nó không có nữa này, đó, nó không kéo nó đều này. Nó đều này, đó đều này, không có. Không có. Đó. Đó là huyết áp cao thì mình đẩy xuống đây, còn thấp á thì mình đẩy ngược lên. Nếu mà ngược lại đó, có nhiều người nó bị vẹo nhiều quá đó thì tay không cầm như vậy. Mà tay cầm chéo cái này. Để mà móc đó. Tức là chỗ nào ra thì ta bẻ vào chỗ nào bên này, ta bẻ vào đây này, này bẻ vào này. Bẻ vào bên kia ta để bẻ vào này. Đó, bẻ vào thầy cầm hai này này. Đó. Đó đây. Đó, thầy cầm này. Thế là móc ra, gọi là móc. Thì cái bài này chữa được bệnh gù lưng luôn. Mà muốn gù lưng thì thường thường người hay cong cái này thì hay để vào cái chỗ gọi là chỗ này gọi là cách du tức là cái xương bả vai dưới này này. Thì ngang đây thì để ở đây. Chỉ có bấm cái này xuống thôi thì là hết gù. Thì là đè xuống hết gù. Nếu mà gù chuyện này thôi ra bóp cho nó cứ lõm xuống thôi ra. Có nghĩa là sau khi vuốt cái đó không, mà đây là nó là bị gù lưng á, nó bụng lưng là riêng chỗ này thì nó gù chỗ này thì cứ để tay vào đè nó xuống. Thì khi đè xuống thì cái này nó lõm xuống thì tự nhiên nó nổi lên. Tại vì khi ta gù thì cái này lõm xuống thì cái khí của mình để xuống thì nó bắt đầu nó lồi lên thì đè xuống quá. Thế nó thế lồi lên. Đó. Thành ra cái này chữa được bị gù lưng luôn. Còn nắn cuộc sống là cái này. Bình thường thì có phải để bình thường thì một chiều lên xong rồi lại xuống. Lên xuống. Xong rồi lại còn không thì hoàn toàn là xuống cho áp huyết cao. Thành ra chính các bạn ai cao hết á đều nắn cái lưng ấy, nó cũng đều áp huyết xuống hết. Thành ra lát nữa chúng ta có nhiều bàn ai áp huyết cao thử làm cái bài tập này. Áp huyết cao chỉ phải thổi ra. Nhất là phải thổi nhưng mà cao là cái thế này này. Thổi phù thì người ta thổi thì mình mới đẩy chứ ta chưa thổi không đẩy nó bắt đầu thổi này 1-2-3 đã xong là xong một hơi thì mình rất là nhàn hạ, tức là nó không chống mình không chống nó. Còn mình cứ đi từ từ nó hết hơi rồi đó thì nó gồng lên là 1-2-3 đẩy một hơi luôn như vậy. Đẩy luôn một lúc giống như là tùy theo mình đẩy 9 cái hay là 18 cái hay 36 cái. Thế tại sao như vậy? 9 cái đó là mình bổ khí. Chứ 6 cái là mình bổ huyết. Chỗ này không có huyết thì mình vớt 6 cái. Thế bây giờ mình không biết là 9 hay 6, không biết thằng này bổ huyết hay bổ khí. Thôi làm 18 cái là 18 là bộ số của 6 và 9. Thế là mình làm 18 cái. Mà bệnh nặng thì làm 36 cái. 36 lần.
coi như là vừa bổ huyết vừa bổ máu, bổ huyết bổ máu. Thầy làm sao lại phải là số 36? Không, bởi vì trong cái quy luật của cái, trong cái quy luật của quẻ dịch á, biết không, thì nó vẽ là của mình á, là số lẻ á, là âm nhé, số lẻ là dương, số chẵn là âm, thì nó có sáu quẻ là hết rồi nó phải trở lại, thế gọi là lão âm, tức là cực âm là sáu, nhưng mà số chín á là cực dương, thì cực dương sinh âm, cực âm sinh dương. Bây giờ không biết nó là âm hay dương. Thế bây giờ mình làm 18 thì tức là 18 là 3 lần 3 lần 6 18 à, sao là mình làm cái kiểu đó. Hoặc là 2 lần 9 18. Nhưng bây giờ bệnh nặng quá mình phải làm thêm 18 lần nữa. Lần 36 rồi. Thế 36. Vì con cứ thấy là xóa móc thường là 3, ta lấy số 36 là chứ không phải không phải. Thì 36 là huề, tức là không phạm phải âm dương. Còn không còn mình mà chính xác là mình làm đúng, mày thiếu âm cho âm, mày thiếu dương cho đúng. Thành ra như ông thầy bảo xong thầy kia bấm 36 lần hay 72 lần, ông thầy này ông bấm có mấy cái hết bệnh vậy, tại vì ông biết chính xác là nó cần 6 hay cần 9. Đó, thầy ông biết. Thì vì thế bây giờ mình lại biết là tại sao là phải biết như vậy, vì thế cần phải đo ông biết. Ai biết số thai thương máu.